Từ hôm nay, mọi người sẽ di chuyển về quê ăn Tết nhiều hơn. Vậy thời tiết có thuận lợi cho việc đi lại không, chị Tuyết Ngân? Dạ vâng, việc di chuyển về quê ăn Tết trong chiều nay của mọi người sẽ dễ dàng, suôn sẻ hơn bởi vì thời tiết nắng ráo, không có mưa trái mùa. Ở miền Tây Nam Bộ thì nắng không quá khắc, đang xen với những khoảng nhiều mây nên trời thì cũng không quá nóng đâu ạ. Như là tại thành phố Cần Thơ thì dự báo mức nhiệt cao nhất trong đầu giờ chiều nay là 32 độ. Đến chiều tối thì trời chuyển mát, nhiệt độ cũng hạ xuống 30 độ vào lúc 16 giờ, còn đến 19 giờ thì chỉ còn 28 độ thôi. Các nơi khác tại miền Tây Nam Bộ thì cũng sẽ có nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ trong chiều nay. Kèm theo gió đông bắc thổi cấp 2, cấp 3 nên khi quý vị di chuyển về quê bằng xe máy thì vẫn sẽ cảm thấy dễ chịu. Còn ở miền Đông Nam Bộ thì nắng sẽ mạnh và nóng hơn. Tại một số nơi như là thành phố Biên Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Tây Ninh hay thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Thành phố biển Phú Quốc thì thời tiết những ngày cận Tết trời khá đẹp, trời không mưa, có nắng, không khí mát mẻ nhờ có gió biển thổi mát đều đặn, nhiệt độ cao nhất trong chiều nay là 31 độ. Những chuyến tàu cuối năm ra vào Phú Quốc hay các quần đảo Thổ Chu, Nam Du thì cũng sẽ thuận lợi, trời nắng, gió thì không quá cấp 5. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau thì dự báo là ít mưa nhưng có gió đông bắc mạnh ở cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.